phát hiện sinh vật có ngoại hình vô cùng kỳ dị. Sự thật đằng sau khiến cộng đồng mạng lạnh gáy. Mới đây, một người dùng TikTok đã đăng tải đoạn video khó tin khiến người xem không khỏi nổi da gà. Như bạn có thể thấy, một sinh vật giống nhộng đang ngoe ngoẩy trên bàn tay người này. Sinh vật này được bao phủ bởi lớp da trơn màu vàng. Nó có phần đầu bẹt hình chữ nhật và có hàm trên nhô hẳn ra khỏi đầu, tạo nên một hình dáng tương đối kỳ quặc. Ngay khi vừa được đăng tải, sinh vật này đã khiến không ít dân mạng hoang mang. Có người cho rằng trông nó chẳng khác nào một con ký sinh trùng. Thậm chí có người nhận định đây là sinh vật ngoài hành tinh. Tuy nhiên, theo như một bình luận cho hay, rất có thể đây là ấu trùng của loài bọ cánh cứng kẹp kim, một loài bọ được coi là một trong những loài động vật đắt tiền nhất do sự khác biệt và kỳ lạ của chúng. Bọ cánh cứng trưởng thành không ăn, nhưng chúng uống chất lỏng ngọt như nhựa cây và chất lỏng từ trái cây phân hủy. Mọi người rất thích nuôi loài bọ quý hiếm này làm thú cưng. Người ta tin rằng nó là loài bọ lớn nhất được tìm thấy trên trái đất. Ngoài ra, người ta khẳng định nhiều loại thuốc cũng được làm từ loài côn trùng này. Những con bọ cánh cứng này khá phổ biến ở miền Nam nước Anh. Tuy nhiên, ở những nơi khác, chúng cực kỳ hiếm hoặc thậm chí là tuyệt chủng. Chính vì sự quý hiếm đó mà giá của những con bọ này mới bị đẩy lên cao như vậy. Ngay dưới bình luận đấy, nhiều người đã để lại phản hồi rằng vừa xem xong có con giá lên tới 2 tỷ, sợ thật đấy. Cái này dành cho người giàu chơi nên mình không biết là phải rồi. Còn các bạn khán giả của Trùm Tin Bí Ẩn nghĩ sao về loài bọ này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết nha.